Hi, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một tựa game hoàn toàn mới trong loạt mini game của Roblox. Đó chính là tựa game có tên gọi là Treasure Hunt Simulator. Và video này đó thì mình cũng không biết là được nhiều anh em ủng hộ hay không ha. Nhưng mà không sao, thì lâu lâu cũng phải đổi gió chuyển sang một cái tựa game nào đó hoàn toàn mới. Chứ chơi hoài Wannabe thì anh em xem sẽ ngán. Tại vì những cái tựa game Wannabe xào đi xào lại thì chỉ có bao nhiêu đó trác quỷ thôi anh em à. Thì sau khi vào game này cái giao diện nó sẽ như thế này ha. Thì mình cũng không biết làm như thế nào rồi. Play đi. Ở đây nó có cái tông màu sắc nè. Mình là chọn màu đỏ cho ông nhỏ mê. À, sau khi chọn màu chứ là chọn màu cái túi thôi nè mọi người. Rồi bây giờ làm cái gì ta? Vừa vào cung cấp cho mình nè cái xô. Cái xô với cái túi. Mình làm cái gì đây? Cái dạng bươn môi móc gì đây? Trời đất ơi, vãi cái thầy vậy. Game gì cả trời. Vừa vô và cầm xô và bư bư mau như vậy hả? Wow, ý nghĩa dữ ta. Ô, địa ngục là đây, địa ngục là đây. Gì đây? Có mấy bạn hình như là đang vào cho mình đồ thì phải. Mình cũng không biết gì cả, thôi kệ đi anh em mọi người. Shop nè ha. À, mình bấm cái là mình về cái gì, có bét nữa nè. Bét dịch, bét mực, sóc, rượu, nàng tiên, toàn là bét dữ không à, không có tiền đâu mà á. Để từ đi tính rồi. Tiếp tục mình sẽ đi đào ha. Đi 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 đi. Nè được 3 rồi nè, được 3 trên 10 rồi nè. Đủ 10 cái mình đem về mình bán. Có lý quá rồi còn gì. Game này chắc mình nghĩ là nó ra ra lâu lắm luôn rồi mọi người. Chứ không phải là mới hiện giờ nó ra đâu. Game này phải nói là cực kỳ lâu luôn. Gì đây? Cái gì vậy? Ăn cướp ăn trực gì đây? Wow. Cái chỗ đó sao mình thấy nó giống cái đồn cảnh sát quá vậy. Nguy hiểm mà nha. Đồ. Cái viên kim cương bự nè. Trong đào đấy được không? Trời ơi không móc, không móc được gì luôn hả? Mấy mấy cái chỗ này mình cũng chả biết gì cả. Để mình coi coi. Gì đây? À, mua tàu mua thuyền gì nè. Qua đây coi. Qua đây cũng là một cái chỗ mới nhưng mà hiện tại là không có đủ tiền để mình mở ra rồi. Vậy là cái nhiệm vụ của mình là phải sới cát tại đây nè nó. Chơi mình xúc mình múc vậy nè. Rồi khổ dữ rồi. Rồi cuộc đời gì mà sao mà cầm cầm xô chơi ăn múc kiểu này là chết rồi. Rồi gọi nại. Ủa mình múc đằng đông mà sao mà chơi nại đằng tây là sao? Thôi kệ đi. Đào chừng nào mà đỏ lên thôi. Ý ý ý ý đào được gì nè. Nó có tiền trời ơi. Phải vậy chứ. Bán liền. Gì vậy? Sao giống cà lem kẹo ngút chứ à? Mua rẻ vô nội. Xúc nãy giờ xúc gần chết á. Rồi lại shop để mình coi có gì để mình mua không. Rồi mình mua thêm cái đồ đào mới nè. 100 nè. 100 mình sẽ mua được cái sẻng. 250 mình sẽ mua được những cái đồ đào dữ dội hơn. Đồ 600. Rồi mua đồ 250 đi. Đó. Rồi tiếp tục vào shop. Cái này chắc là cái túi. Hết tiền rồi. Giờ dạo này cản trào ráo máng rồi. À đây 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 nó. Được được cái sẻng rồi nha. Xúc rồi nha. Giờ nãy nhanh nè. Đó. Chuyển sang đồ này rồi. Nãy tìm kho báu gì trời. Đi xuống sâu lên. Ừ. Sọt vậy đó. Vãi thiệt chứ. Đào đem đất về bán ý nghĩa ghê luôn. Rồi nó có tiền nữa rồi. Trời ơi, một cái vậy của 5 đồng à. Ông mua cà lem hả? Ông cho tiền ăn kem ha ha, hay là cho tiền ăn kẹo kéo? Ừ, tiền không đủ mua kẹo mút luôn đó. Đi sâu xuống dưới đây. Ngại đi, ngại đi. Đào đường hầm luôn trời ơi. Chúng này đào đào đường hầm trốn ngon lắm. Đục vô. Nè rương nè trời ơi. Rương ừ nãy. Nó quá. Đục quá. Kỳ vậy ta. Sao đục hoài không bể cái này không giống Minecraft ha. Rồi tiếp tục. Phải mua thêm rương mới được. Mua thêm rương để chứa chứ vậy là không ổn rồi.
Đây, chứa thêm mới được. 375, đắt đỏ dữ kìa. Rồi, nhiêu đây thôi. Dạng, cái dạng mua đồ cà lem thôi, bét. Bét 7.000 rử. Con dịch đào phụ mà sao tốn tiền dữ vậy ta? Dịch đào phụ mà tới 7.000 rử là chú chát tiền bậu vậy. Đường hầm mình đục ở đây phải không? Nè, đi 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 đi, nghiên cứu tầng hầm đường hầm với mình gì đây? Mấy bạn vào trong đây nói chuyện mình quá trời luôn mà mình quên bật lên. Anh chơi tít quên biết đi, tít quên biết ra lỗi thời rồi bạn à. Lỗi thời lắm luôn rồi. Bây giờ cái game đó mọi người đều bỏ bỏ nó nhiều lắm, không còn nổi đình đám như lúc trước nữa đâu. Tít quên biết bây giờ chỉ là dạng quá khứ vĩ vãn gì đây. Ê ê ê ê ê, ê rương rương có báo. Nó à. Anh cần Robert không? Thôi, để Robert mấy bạn xài đi cho mình làm cái gì? Mình tự nạp tự có được rồi. Thôi em để xài đi. Tự nhiên cái hỏi mình cần Robert không? Thôi, mình không lấy của bạn nào hết á. Có rất nhiều bạn kêu kêu cho mình Robert rồi mình vào group rồi gỡ Robert mình thôi. Mình nói anh em là anh em có Robert đó cũng cực khổ nên anh em để xài đi. Còn Robert thì mình cứ từ từ tự kiếm, không sao cả. Nếu nếu không được thì mình mua thôi chứ mấy bạn cứ để xài đi. Mình cần đâu. Ở đây có cái túi 40 nè các bạn. Đó. Mua mua cái rương chứa 40 ô đi ha. Rồi. Là có cái chỗ này mấy bạn đào ăn chỗ này chết rồi nó xong ngơ xong ái này nè. Ừ đào ơ mèo con mèo đào đất ý nghĩa chứ cỡ cỡ mà đeo cái mặt chó vô đào đất mình nghe hợp lý, mèo mà đào lỗ còn hơn cả mèo tôm nữa. Con mèo này thần thánh mèo tôm rồi nè mọi người ơi. Mèo mèo tôm thì đào lỗ được thì mình tin đúng không, còn con mèo này là mèo dữ nữa rồi, mèo thứ dữ. Đừng nói nha, nhìn nhìn cái mặt vậy ra ra con bạch hổ cái mình té mình xỉu liền luôn á. bạch hổ đào lỗ bựa đúng thiệt, nó dạng nó đồng âm thấy không. Rồi cứ đào y y kho báu nè, nó game đào đào lỗ sang kho báu mà các bạn thấy kho báu thì bằng bờ quá không đó. Cứ theo mình cứ đâm sâu xuống dưới, bây giờ mới có 21/40 à. Cứ đào đi, cứ sọt đi, sọt y đây đây đó nè. Mấy bạn. Tạ ơn, cái rương kho báu của mình mấy mấy cha ơi. Mình chưa kịp lộng luôn á, cứ cứ canh cứ sọt xuống không à, cứ nia xuống không à. Ừ ơi. Khổ mình thiệt chứ. Mấy đây rương kho báu à. Rồi xong, bị các bạn nại luôn rồi. Sao chết này sao sao tao lộn nhiều dữ vậy, phải chuyển địa chỉ chỗ khác mới được, rồi về về bán mới được, về bán xong là dông chỗ khác liền luôn anh em mọi người, không để cho bạn thấy. Ý gì đây, gì đây, rương đồ tím tiền không á. Trời ơi đừng có xúc nữa, xúc sao từ nãy xúc hoài không được làm sao. Rồi cái chết này thiệt chứ chọt. Thử đây coi sao cái chết này sao khó lụm dữ vậy. Kệ đi kệ đi, mình lụm chừng nào được thôi. Rồi xong luôn rồi đó, rồi bể chuyện luôn rồi. Lụm 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 à, được được cái nữa nè. Rồi xong bị lụm mất luôn rồi. Sao mình trốn cái hốc nào mấy bạn cũng kiếm ra hết rồi ta. Mình phải đào một cái đường hầm riêng biệt để mình trốn mới được. Để dày là không được rồi. Mấy bạn thấy rương kho báu các bạn ăn quá. Rồi về bán. Rồi đi nâng thêm xà beng cuốc sẻng đi mọi người. Chứ dày dày là đào không được rồi. Rồi coi coi. Nâng lên đồ khoảng đâu 1.000 á. Nè 600 nè. Thấy cũng dữ dội rồi đó. Rồi nâng lên. Rồi bét từ từ mua mua con bét cho nó hỗ trợ nhiệt tình nhiệt huyết lên.
Trời ơi thì chứ. Vậy cũng ý ý gì vậy, gì vậy? Gì vậy? Trời ơi. Mấy cha ư là mấy cha thiệt tình chứ. Mấy cha này chơi chơi hại đời. Ờ trốn. Trốn đi đi, trốn đi đi. Ừ. Đừng qua đây được nè, không có bạn nào thấy đâu. Tao đó cơ cũng rẻ cho nữa. Ừ. Hai người đào thôi bạn. Ừ. Các bạn kêu biết đâu, các bạn kêu biết đâu. Đào, đào theo mình nè bạn. Các bạn kêu biết đâu, nó cái đây kia mình đục xuống. Đỉnh của đỉnh là còn gì? Chọt. Ừ. Chọt xuống, đúng rồi. Có kho báu mình ăn mình. Mấy bạn kia là nhảy xuống là dạng mấy cái hố sâu sâu không à. Kiếm mình chứ, mà không ngờ là mình đào một cái lỗ mới. Nó về bán. Đâu rồi, cái lỗ nãy của mình đào đâu rồi? Chết rồi. À, sao tối quá vậy? Trời ơi. Anh vô tiết quên biết quay trái quỷ gì mà tối thui vậy? Chỗ này chỗ nào nữa đây? Cừ. Nó tới cái lớp gì luôn rồi? Gì vậy? Tối qua đi. Đây. Có bạn đục sẵn thì mình chỉ là mình khoét mình ăn thôi. Đó, đầy túi. Đây tiếp tục. Ủa cái lỗ lúc nãy mình với bạn kia đào đâu ta? Đây rồi. Vô gom rương. Hình như là cái tầng này dạng cuối cùng y, nó xuống nữa được nè. Các bạn cũng chịu đào hay không? Thấy bắt đầu vô đào cái chọt xuống nữa, rương. Lụm đi, phải lụm hết cái nồi đó mới đào xuống được nữa. Nhiều ha. Xem bộ cái rương chét đó nhiều tiền ta. Quá trời luôn rồi, phải lên bán nữa. Được 200 tiền. Cái tiếp tục nhảy bao nhiêu nữa. Sao nhảy xuống đây là mình nhảy vô một cái khu vực nó tới thùi luôn á. Thấy gì hết à. Đây đào lên cũng nhanh chứ. 20 rồi, một lần lên 4. Đúng rồi, một lần lên 4 anh em mọi người, một lần lên 4. Cái cục này muốn đào banh cũng sẽ bộ hơi bị khó à nha. Rồi tiếp tục. Phạt. Lại mua thêm sức chứa đi. Mình cần phải có một cái sức chứa đỉnh cao. Coi. Xài đồ xài cái túi chứa 900 đi mọi người. Đó. Mình bây giờ mình cứ xài hàng rẻ trước đi, từ từ mình xài mất tiền sao? Sao trốn mấy bạn đây ta? Đào đi. Sọt xuống. Nó á, phải sọt sâu vào. Trời ơi, cái này lần có năm mà thiệt tình khổ. Quá nhẹ. Chết, thì như phát hiện ra chết lụm luôn. Nó vậy chứ, lụm gom vậy mới được tiền. Bình thường làm sao mà có tiền được. Rồi chỗ này đào lâu lên quá mọi người, mình phải nhanh nhảy xuống. Ừ. Trời ơi, nhảy ngay tiền luôn. Mình bởi vậy mình đã đánh giá được cái tiền nó nằm ngay chỗ này rồi, mình mới bay xuống á. Chả chơi đâu. Mình tính hết rồi, nhảy lên đi. Mình kiếm cái chỗ nào cho nó dễ dễ đào một tí. Trời ơi, mấy bạn quần nát đây luôn rồi. Coi. Đi thôi. Rồi xong, xuống đây nè. Chỗ này tuy là một cái căn hầm vô cùng tối thui, nhưng mà nó sẽ cho mình một cái số lượng tiền bán rất là ngon. Một lần 4 á. Chả chơi đâu đó. Tăng vọt vậy mà. Ngon lành vậy thôi chứ. Gom solo gì mà solo. Có đào lại bạn đâu. Vô bằng chơi cái game này lâu rồi mà rủ mình solo rồi sao mình solo lại. Ủa mấy cái viên kim cương đó làm gì vậy ta? Không biết làm gì luôn á. Ok đi. Mình sẽ mua thêm một con bé nữa rồi mình nghĩ con bé 7500. Chắc lay quay cũng đủ rồi. Phải có bé để cho nó tập trung đào phụ mình, sao mà mình thấy game này không có bạn nào xài bé hết ta. Kỳ vậy. 7500 xem bộ cài cuốc khá lâu rồi nha. Chắc mình chờ chừng nào mình dư giả đi chứ vậy là không ổn à. Cái gì đây? Nè có cái 2001 này các bạn. Lấy cái hàng mốt đào cho lẹ.
Rồi đó, đi 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 đi. Nhảy xuống vực sâu vô tận. Tao ở thiệt chứ chậm quá. Cỡ cỡ nhanh, nhanh là mình khoét nãy giờ mình khoét mình chạy lúc rồi. Không để tình cảnh như vậy xảy ra đâu. Rương rương rương. Mình đây mình nại mình ăn rương chứ. Trốn 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 trốn. Đó, ngon chưa? Một chỗ trốn người nói vô cùng vĩ đại. Từ từ, đục thêm đi, đục kia thêm đi. Mấy bạn kia rớt là sẽ rớt ở bên kia. Trời gốc sao, sao phát hiện ra nữa rồi. Thiệt tình chứ. Trốn mà cũng khó nữa. Đó, mình làm bộ mình đào đào mình nhảy lên. Mình nhảy lên mình trốn. Thôi bị bọn đó phát hiện rồi nè mọi người ơi. Túi chưa đầy nữa. Đào đi, kệ nó. Có hai người đào ở đây là được rồi. Rồi. Cứ xuống từ từ kiếm một chút vàng nữa. Trời ơi, đào. Đào lỗ mà các bạn đứng nhìn. Gì đây, gì đây? Đang có cái rương kho báu quý giá gì đây? Cái rương này gom ngon nè bộ. Đó, mình chỉ cần mình đứng mình gom hết ở trong rương này thôi là ngon lành cành đào. Nói ngon ngon chứ mình cảm thấy nó không ngon tí nào, một lần có năm mà. Đau khổ dữ à, rồi về bán luôn rồi đó. Nhảy lẹ. Đó. Xuống đây là mấy bạn đó không hề biết. Đó, mình trốn đây mình đào lần 4 cũng ngon bộ. À, lần 5 luôn rồi. Lên rồi. Từ từ cái dụng cụ đào mình tăng cao mà. Gì đây? Ê. Vô đây nại, nại chết mới được. Phải đào cho được. À, phải gom cái chết này có tiền riêng cho bản thân mình mới được. Để về là không ổn rồi. Cái bạn đó cuối cùng ở đó lỗng chết. Thiệt tình chứ. Vô tình luôn đó hả? Vô tình để bạn đó có được luôn. Đào xuống coi không được luôn. Thiệt tình giờ biết chỗ đâu nữa là đào ta. Dưới đây dạng tận cùng rồi mọi người ơi. Kệ đi. Bây giờ bán buôn tí mình mua cái túi đỉnh đỉnh cho mình nghỉ ha. Chứ đào hoài thì mọi người cũng chán. Lên coi. Đó. Đi. Có 2.000 tiền rồi. Sắm sửa cái món đồ gì coi. Nãy gì đây? Thôi cái đó bỏ đi. Đó dạng cổ quét sơn. Đây dịch 7.000 dẹp đi. Cây này giờ trả gốc. Giờ có 8.000 mấy ứng nha. Một lần là được được 7. Lần đào được 7 nó. Mình mua những cái cây phía sau này nè. Nó mới đỉnh nè. Là đào phải nói là cấp tốc thần sầu luôn. Trời ơi. Toàn đồ dữ không. Trời ơi. Cái xô nhà mà dữ vậy luôn á hả. Lúc đầu cũng cung cấp cho cái xô cũng dữ lắm mà. Kéo tới sau đây luôn kìa. Quá nhanh. Mấy này mình phải nâng lên từ từ. Mình đào càng ngày càng nhanh, càng ngày càng tốc độ. Cái mát là cái này. Cái hai cái lưỡi hái mà cũng đào được nữa nghĩa chứ. Ở đây có cái 3.001 là chứa được khoảng 250. Rồi đi. Rồi. Rương kho báu quý hiếm đây rồi. Nại đi. Tao gút. Lại bị sảy nữa rồi. Về bán tiếp tục. Nhảy xuống kiếm cái rương kho báu dạng đó đó mới được. Ồ. Tới tầng này rồi, đục qua liền. Đâu, đất ơi thiệt chứ. Đã cố gắng trốn lắm luôn rồi đó. Đục lẹ. Rồi. An toàn rồi. Đục xuống, nó quá. Rương khai báo hưởng dụng mình liền. Nó. Cái vậy chứ. Để mấy bạn kia vô lua của mình hết. À, này xuống.
chơi chơi trốn ăn mình vậy đó mọi người, chơi lầy vậy đó. Đó đây nữa nè, không quá, mình chỉ cần mình chọt đủ 5 lần là mình ăn được cái rương này. Nó trời ơi tiền vô hạn. Đây 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 rương đây. Trời ơi ngu dữ hả? Từ 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 về mình nhảy xuống đó lại một lần nữa ha, chỗ mình đào lúc nãy nè, như là đây thì phải đúng à. Đây mình cuốc, mình lấy cái rương này đi, kiếm thêm chút tiền, lượm thêm chút lúa, lấy thêm chút gạo nữa. Nó được 5.000 tiền. Còn đâu nữa không ta? Xa quá rồi, sao bạn cho mình đồ được? Rồi bạn cho mình gì vậy? Ngon hả? Wow, rồi ha. Cảm ơn bạn đó rất là nhiều luôn. Mình cũng quên đọc tên của đó luôn rồi, để mình coi mình vô. Ủa bạn đó cho mình gì vậy ta? Mình cũng biết cái gì để mình xài luôn á. Rồi nhảy xuống cái hố cái hang mình đào lúc nãy. Ê, ở đây có rương. Ủa, chết rồi. Cái rương kho báu kia ai mà lụm được? Xúc đi rương kho báu. Trời ơi xúc rương kho báu chứ không phải là bạn xúc đây bạn. Bạn bậy rồi đó. Thiệt chứ. Mình đi xúc rương kho báo mà cứ đụng bằng đó chọt chĩa hoài gì đây. Bạn hình như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, D, Z gì đó. Mà chắc là xa quá giao dịch không được. Nè cái chỗ này mình khai quang lúc nãy nè. Mình cũng phải khai quang mới tí. Còn chết rồi. Bị một bạn nào đó phát hiện ra âm mưu rồi. Quay về. Nhảy xuống lại liền. Mình bám chỗ này không có bạn nào biết đâu đó. Đục vô. Quẹo qua. Rồi ok. Có rương kho báu liền. Thấy chưa mọi người? Rồi coi. Mình kiếm thêm 2.000 tiền nữa rồi ta. Mình định không mua bet đó. Nhưng mà mình giờ mình thấy ghiền mua bet xong nghỉ chứ. Rồi đục đi. Đục khoét đi. Hòm kho báu đâu? Hiện ra đây. Gì vậy? Cái hang ai đào mà xông ngoái xông ngơ người ta. Kệ nó. Người ta đào của người ta, mình đào của mình. Nó cứ chạy đầy lóng của mình xuống một bậc, chạy đầy lóng của mình xuống một bậc. Cứ từ từ. Mình mua cái cây khoảng 8.000 mấy kìa. Mới ngon hơn được xí nữa. Đồ thường thường là nó mắc tiền hơn chắc chắn sẽ ngon rồi đó. Đây. Rương này sẽ được sự thừa hưởng kế thừa của mình. Thiệt tình chứ, phát hiện ra rương mà không có lộc ăn rồi. Rồi phải về bán nữa chứ. Phát hiện ra rương đáng lý ra là mình phải có lộc ăn chứ gì đây? Chỗ nào đây? Cái rương của mình. Chưa kịp môi đục khoét gì hết à. Lúc nãy mình đào chỗ nào ta? Ở đây nè, đây nè. Đây không phải là chỗ mình đào rồi. Ý các bạn kia rớt xuống rồi. đây nè. Mấy cái chỗ mà thường móc môi móc cái dạng này nè. Nè, có bạn đang ăn dưới đây nữa chứ. Thiệt tình, cái chỗ của mình bị bọn đó bắt gặp rồi. Ỉa, mình ăn được rồi. Để mình coi bạn kia cho mình cái gì ta. Đó là cái gì nhân một vậy nè mọi người. Trời ơi, quá trời luôn nè. Mình đồng ý coi. Rồi ha, cảm ơn bạn 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất là nhiều. Rồi bây giờ lên mua 7 con bét xài thử coi. Có bét xài thử coi cái tốc độ đào như thế nào. Mua dịch liền. Tại sao dịch nó lại mắc tiền như vậy? Đó là cái lý do đó. Nó. Cạp. Đào thử coi nào. Móc thử coi. Thường mấy cái game bet là có dịch phải dữ lắm ta. Chứ dịch nó làm cái gì chứ cũng bắp vậy. Tốc độ mình cũng chả nhanh được bao nhiêu. Thiệt tình, đụng dịch này chán chứ vậy. Thôi kệ đi mọi người, kệ đi heo. Đào đi. Đào cái nữa rồi mình nghỉ.
đầy túi để mình nghỉ. Chứ quay dài quá anh em xem ngán. Cái game này chỉ có vậy thôi. Vào đào đất đem tìm ra kho báu, sau đó là săn kho báu đó lấy tiền thôi rồi xong. Không phải kho báu quanh bi đâu nha anh em, mọi người anh em đừng tưởng kho báu đi nha. Mình thường thường á, mình chạy qua những cái ngã rẽ tử thần lắm. Đó, đó cái rương nè. Tao gọi thiệt chứ, vừa mới thấy cái rương, chưa kịp chôm chĩa gì hết rồi, xuống tận cùng của thế giới nữa rồi. Rồi ok. Thì mình nghĩ là video ngày hôm nay thì mình sẽ tạm khép lại tại đây ha. Và video ngày hôm nay mình cũng đã sở hữu được một chú vịt, thì mình cũng không biết là con vịt này nó sẽ làm cho mình cái gì nữa mà tốn đến 7.500 tiền của mình. Để mình coi thử cái công năng đặc dị cũng như công dụng của con vịt này. Còn mấy bạn kia cho mình mấy cái này nè. À, quay quay. Ra gì đây? Cái gì vậy? Kệ đi. Quay tiếp tục. Bỏ qua đi, nhanh nhanh gọn lẹ xúc tích đi. Trời ơi, 35 Robert phủ phàng dữ rồi. Rồi để mình coi thử coi những cái món đồ trong người mình là xài như thế nào. Chết thử à. Hình như là nó tăng cái công lực đồ của mình lên á. Đây nè, đây nè. Mình ti là mình xài cái dòng giản đơn vậy chứ nó tăng công lực đào lên dữ lắm mà nha. Chả chơi đâu. Gì cộng 150 rồi nè. Đây là mấy cái gì đây? À mình có thể làm gì đây nè, sơn được các kiểu nè. Đó. Đó, sơn cho cái cây mình đẹp lên ha. Rồi, cũng cảm ơn tất cả anh em và mọi người đã bỏ một ít thời gian để theo dõi video của mình trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại anh em nha. Bye bye. See you again.